Xe gì? Đời cao, ít tiền, số tự động, đi tiết kiệm nhiên liệu, form dáng đẹp, đầy đủ trang thiết bị. Đó là xe Hyundai Asen 2020, số tự động, động cơ 1.4 AT. Xe được trang bị đèn pha là đèn bi xe lông siêu sáng, giải đèn LED định vị ban ngày. Đèn gầm cũng là đèn bi xe lông siêu sáng, mặt ca lăng mạ chrome. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Sinh nhan trên gương bằng giải đèn LED, tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp chìa khóa thông minh ở trên tay nắm cửa. Đây, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Xe cũng được trang bị hệ thống cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ, đèn vạch. Form dáng đẹp, trang thiết bị bên ngoài nhiều, bên trong cũng nhiều. 1.4 AT tiết kiệm nhiên liệu 2020 giá có hơn 400 thôi. Hơn 400 triệu chúng ta mua được chiếc xe như thế này Quá tuyệt vời Ở trong xe được trang bị những gì mời anh chị em vào đây ạ Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cục điện Có gương kính chỉnh điện cục điện Có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt điện tử Vô lăng tích hợp bàn phím Để ấn nổ start top Màn hình Android giải trí thông minh Camera lùi đầy đủ Ghế da hai màu Màu đen và màu kem táp ly táp lô hai màu trần nỉ nguyên bản Xe được trang bị hai vùng điều hòa anh em hai vùng điều hòa ghế ra hai màu táp ly táp lô hai màu trần nỉ nguyên bản có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt điện tử Đấy. có xe mới chạy có hơn 3 vạn thôi anh em nhé xe mới chạy có hơn 3 vạn 2020 bốn phanh ABS cảm biến lùi camera lùi đầy đủ về keo chỉ của xe nhá thì không phải bàn Xe mới chạy có hơn 3 vạn đời cao 2020. Anh chị em nhìn đây chỉ đây. Không mất một phân chỉ nào. Phần tai và phần bản lề còn nguyên zin chưa mở. Đây. Ốc ác đây anh chị em nhìn đây. Như mới nhá. Đây ốc trong ốc ngoài. Như mới chỉ nguyên zin. Đấy. Chúng ta vào phần cốp đi ra xem cái cốp xem có đẹp hay không. Xem thì xe thì cũng xem đơn giản thôi anh chị em ạ. Đây cốp rộng rãi nhá. Xe nếu mà biết xem thì rất là đơn giản chúng ta xem đầu đít đầu thì xem cabo mà đít thì xem cốp đây ốc chưa mở này chỉ cốp còn nguyên zin hết này đấy. đấy. chỉ cốp nhá anh chị em nhìn thấy chỉ cốp còn nguyên zin hết không mất một phân chỉ nào đấy. máng nước hai bên đây chúng ta xem cái phần tôn của cốp có đẹp hay không đây đây ạ phần tôn của cốp anh chị em này như mới bóng lòng lọng luôn như mới rồi xem xe có bị đâm đụng không chúng ta xem bốn cánh xem cốt và xem cabo là đầu càng sassi rằng riếc là ra hết nếu như biết là thậm chí là còn có thể phán đoán được là cái tình trạng cái góc bị va quệt còn nếu như xe zin thì nhìn dễ lắm riêng xe zin nhìn cực dễ đây ốc cabo nguyên zin chưa mở này chỉ cabo này đây, chỉ cabo anh chị em nhé nguyên zin hết đấy anh em nhìn thấy chỉ cabo ạ. nguyên zin ốc cabo chưa mở phần ụ giảm sóc này phần tai này phần răng này sắt xi ở dưới này bên này cũng vậy xem phần tai này rồi đến phần ụ giảm sóc xem đến phần răng và càng sắt xi. Ok, nguyên zin. Vậy thì chúng ta sẽ đến xem đến phần máy anh chị em nhìn thấy ốc ác này. Ốc của máy nguyên zin hết nhá. Chưa mở bất cứ một con ốc nào. Xe mới chạy có hơn 3 vạn thôi. Đời cao 2020 chạy hơn 3 vạn. Keo chỉ zin, máy số zin, thân vỏ đẹp, nội thất đẹp. Một chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2020 số tự động động cơ 1.4 tiết kiệm nhiên liệu trang thiết bị đầy đủ 4 la răng đúc 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng nguyên bản đèn gầm là đèn bi xê lông siêu sáng có sinh nhan trên gương có tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp chìa khóa thông minh ở trên tay nắm cửa để ấn nổ start top cân bằng điện tử chống trơn chống trượt điện tử cảm biến lùi camera lùi màn hình đầy đủ luôn Chiếc xe này hiện nay đang được bán tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương Hơn 400 triệu thôi Hơn 400 triệu anh chị em đã sở hữu được chiếc xe Số tự động 2020 đẹp như thế này Về mặt chất lượng em cam kết keo chỉ zin cả xe Máy số nguyên zin không tai nạn không ngập nước Được cam kết bằng văn bản đóng dấu của công ty Anh chị em nhà mình cần tư vấn trả góp Cần tư vấn về thủ tục sang tên đổi chủ Hãy liên hệ trực tiếp với Dung Audi 08 55 966. 966. Anh chị em cũng có thể ghé thăm trực tiếp tại cửa hàng để xem xe, kiểm tra xe, test hãng và chạy thử xe. Tại Dung Audi, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Có định vị trên bản đồ. Anh chị em có thể vào Google tìm kiếm Dung Audi ở trên Google. Anh chị em nhé. Vâng, anh chị em cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe mới về tại Dung Audi. Những buổi livestream báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp Chốt giá tụt quần rẻ nhất trên livestream cho anh chị em Bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh Để cập nhật thường xuyên Tránh bỏ lỡ, bỏ sót và xem muộn Những chiếc xe mới về Dũng Audi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Tình cảm của bà con trên mọi miền tổ quốc Đã luôn luôn yêu mến, tin tưởng và ủng hộ Dũng Audi Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn Kính chào và hẹn gặp lại